chơi cổng cầu Vĩ Dạ. Có cầu Vĩ Dạ họ sáng nay tiếp tục nặng gắt hơn ngày hôm qua rồi đó bà con. Ngày hôm nay 32 độ C, hôm qua thì 25-26 độ đó, nhiệt tăng lên thêm 4-5 độ C nữa. Dạ, yeah, em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe, cùng em thăm Huế. Chúng ta vừa đi qua cầu Vĩ Dạ, từ chợ cổng thì là bên dưới này là đường Phạm Văn Đồng. Đường song song với đường Nguyễn Sinh Cung là thuộc phường Vĩ Dạ mọi người. Quốc lộ 49A đây, đường xã bây giờ đang làm này. Đó, sau khi đường đi xong thì cái cầu sau lưng chúng ta vừa đi đó sẽ rộng ra hai bên nữa, cái cọc mỏng là sang sang dưới đó. Trong năm nay khoảng vài tháng nữa tuyến đường mới, tuyến đường sẽ được đổi mới, không phải là tuyến đường mới. Dạ, rộng dài hơn, đẹp hơn, rồi cầu được nâng cấp nới rộng. Vốn là rộng rồi, mở đường cũng lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ người ta làm gọn, chạy lại từng nước này, hệ thống nước, rồi làm lề đường hiện đại hơn. Đó, đường cù phần rộng vô đến bên trong lê lội phần cỏ, nhưng mà đi bắt đầu nâng cấp lại đó. Đường đi thẳng về Thuận An. Dạ, ngày mới, hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2024. Về dự báo tiết trời ở Huế từ 22 đến 32 độ C, nặng nha mọi người. Đó, nặng này đi 32, ngày mai 35 độ lắm đó. Nhiệt tăng giảm cũng đột ngột lắm, rất dễ ốm đau, mẫn cảm, đặc biệt là người già trẻ em. Dạ, nhà em là 2-3 người là khó khe, khó rồi đó, đau hồng. Nhiệt trời thay đổi đột ngột, lạnh rồi nóng, nóng đáng nóng rất xuống lạnh. Hôm nay cũng là ngày đầu tuần thứ hai. Đây là ngã tư đường Lê Đức Anh, con đường mới chạy về khu đô thị Eco Garden Gió Em Bắc. Của Thủy Vấn đó, bên đi Thủy Vấn đó. Phường Thủy Vấn. Còn đây là ngã tư Tùng Thiền Vương mọi người. Đi trên đường Phạm Văn Đồng thì cũng không
số bộ làm ăn kiểu nhà hàng quảng xá nhiều, mà đa số là những ngành hàng bạn làm cơ khí, các cái ngành buôn bán xì lè, đồ vật liệu như cả cái ngành nghề ô tô, gò hàng. Đó, hai bên này nhà công trình đang dựng to đó. Nơi nào mà chưa mở rộng thì bây giờ đang bị giải tỏa để mở rộng. Ngày mai đường nào có mở đường thì đường đó sẽ sáng lạng. Yeah. Đường này khá là dài đấy, khả năng phải là 3-4 km. Bắt đầu từ cầu Dì Già về đến đường Thuận An, gọi ngã ba mọi người. Đó, công trình ngổn ngang, bụi bặm sau khi công trình sống đấy. Còn bây giờ công trình thi công nữa. Đi trên đường nhận ra đó, bụi nữa, ui chà, bụi thiệt. Ngày mới hôm nay tiết trời nắng nóng, và lộ trình sáng nay đi thăm Huế thì không có chợ, ít đi ngang qua chợ. Đây là ngã tư tỉnh lộ 10 mọi người, hiện ra cầu chợ mái đó, ra cầu chợ mái và về Phú Mỹ. Đó, ngã tư công trình ở Huế và ngày nay rất là nhiều cầu đường, rất nhiều tuyến đường được mở rộng làm mới nữa nha. Khu vực dưới này là Phú Thượng, chúng ta đi từ phường Vĩnh Dạ về phường Phú Thượng đó. Đây có thêm cái đường mới mọi người, nhưng mà con đường này nghe nói đường về Tân Mỹ làm rất là lâu rồi, 7 năm rồi chưa hoàn thiện, nhưng mà dưới kia lại có con đường diễn trường lên cầu Lim thì đã sắp, còn dưới kia thì cái con đường đây thì còn lâu chưa thể hoàn thiện đó. Mà con đường Phạm Văn Đồng thì người ta làm lề lỗi thì có thể là sống trước con đường đó nữa. Đường này thì bắt đầu mới làm mấy tháng đấy thôi. Đó, kết thúc đường Phạm Văn Đồng khá là dài,
từ Vị Già về Phú Thượng. Đó. Về Thuận An 10 km. Rồi lên Chợ Mai 1 km nữa. Sáng nay em đưa bà con đi thăm công trình đường xã. Và cuối thì là chờ em đi ngược lên đây là ghé chợ Năm Phố. Ngược lại sẽ về Thuận An. Dạ. Chợ Năm Phố chúng ta đi bắn vào đi. Đây có cái ngã ba, cái đường kiệt đi phía sau của chợ Năm Phố đây mọi người. Không biết đưa đầy ra mà sáng nay đi từ chợ cổng về chợ Năm Phố luôn. Trên đường đi thì không có khu họp chợ nào, không có cái gì đặc biệt ngoài cái công trình đường người ta đang sửa chữa nâng cấp đường Phạm Văn Đồng. Ở đây là chợ, cuối cùng là khu họp chợ Năm Phố. Nhẹ nhàng chưa? Lúc này là gần 9 giờ sáng, chờ cũng phải chưa đông lắm, chắc thêm chốc lát nữa hoặc là sớm hơn. Mùa vôi Năm Phố, mùa trầu chợ Vinh. Đó, chợ hình ảnh quen thuộc, mẹ ngồi bán rau, đổ rau hải trong vườn ra chờ bán đó. Ông này ông ngồi khắp nơi. ông bán rau, ông ngồi từ phố về làng quê, ông ngồi khắp nơi luôn, đạp chiếc xe đạp rất là siêng năng. Dạ, như thế nào ngày mới. Hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2024. Tiết trời Huế nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Nắng nha mọi người. Dạ. Yeah. Đây là nếu như đi thẳng là lên cầu Chợ Dính. Đây là con đường cũ. Đây là phủ Đình Viện này. À, đây là phủ Đình Viện. Đình Viện. Đó là một bên xóm mà Tây Tây Nhân. Con Tây Thường đó. Bây giờ bên kia là đường và cầu, còn con đường cũ là mang theo bên cái đường đó, cái cầu đó. Đất mặt là công ty thủy sản, hồi xưa hay kêu công ty đông lạnh ở đấy đấy. Dạ.
bên cạnh công ty bia Hồng Đa Huế mà. Công ty bia thì bây giờ chuyển về Dubai rồi. Khu vực này. Đó, bên trên là cầu Trại Dinh. Đây là đường Nguyễn Xuân Cung. Như vậy là Huế ngày hôm nay nắng nha mọi người, nắng khá là gắt rồi đấy. 32 độ C. Em hy vọng bà con mọi người biết thêm Huế cùng em ngày mới. Dạ, và em sẽ còn tiếp tục gửi đến mọi người những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em vui xin kết thúc video. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Dạ, một lần nữa em vui xin chúc tất cả bà con luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.